Nguyện mấy hương màu này khắp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tôn pháp các Bồ Tát vô biên chúng thánh văn và cả thảy thánh hiền duyên khởi đài sáng chói trùm đến vô biên cõi khắp sông cả chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề hết một bao thân này sanh về cõi cực lạc. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Sắc thân Như Lai đẹp mà trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghĩ bàn. Đến nay con đảnh lễ sắc thân Phật vô tận, trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trú, cho nên con về nương sức chi lớn nguyện lớn cấm độ chúng quần sanh. Khiến bỏ thân nóng khổ ấy sanh kia nước mắt vui, con nay sạch ba nghiệp mà quy và tan thắng nguyện cùng ca chúng sanh đồng sanh nước cực lạc. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Thường Tịnh Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai pháp thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai thân tướng hải vi trần khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà Như Lai thân trang nghiêm giải thoát thâm pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Cõi An là phương Tây A Di Đà Như Lai thân cảnh giới đại thừa khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Cõi An là phương Tây A Di Đà Như Lai thân hóa đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Cõi An là phương Tây giáo hạnh ly ba kinh tột nói bày chánh khắp pháp
tam giới tôn pháp. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An là phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát thân tử kim muôn ức khắp pháp giới Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An là phương Tây Đại Thế Chi Bồ Tát thân trị sanh vô biên khắp pháp giới Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An là phương Tây thân tịnh đại hải chung thân hải nghiêm phương tri khắp phạm giới thân hải chung. Lương vừa ung chiên đàn khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa lòng con kính ngưỡng thiết tha ngưỡng mong chư Phật thương mà chết mình. Nam mô Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Lạy Đấng Tam Giới Tôn Quy Mạng Mười Phương Phật, tụng kinh vô lượng thọ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm mà khi mãn bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kim khó tìm câu. Nay con nghe thấy chuyện trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô đại thừa vô lượng thọ hồi thương Phật Bồ Tát.
Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thân Tịnh Bình Đẳng Gia Phẩm Tư Nhân Phạm Hồi Thanh Chúng Tôi Nghe Như Vậy Một Thơ Non. Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật nơi thành Vương Xá cùng với Đại Thân Chúng Tỳ Kheo Môn Vãng hai ngàn vị đã chứng thần thông Tôn Giả Kiều Trần Nhân. Tôn Giả Xá Lợi Phất, Tôn Giả Đại Mụng Kiền Liên, Tôn Giả Ca Diếp, Tôn Giả Nan Vân Vân là những bậc thượng thú lại có các ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Vân Thù Sơ Lợi Bồ Tát, Di Lăng Bồ Tát và tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp đến tập hồi. Phẩm thứ hai Đức Quân Phổ Hiền lại có 16 vị Bồ Tát tại gia Hiền Hộ Bồ Tát, Thiện Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biên Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịnh Căn Bồ Tát, Tinh Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Thương Tương Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Tu Bồ Tát, Chế Anh Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát là thượng thủ. Các vị Bồ Tát này đều tuân theo hành nguyện của Phổ Hiền Đại Sĩ, thật hành vô lượng hành nguyện, quyền hành phương tiện đi khắp mười phương, làm các công đức vào pháp tàng của chư Phật, rộng ráo giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế đồng chứng Phật quang. Rời cung trời đó xuân giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị mà xuân gia khổ hạnh hồng đạo thì hiện thuận theo thế gian phạm đem xuân định huệ hàng phục ma oan đắc pháp vi diệu thành bằng tối chánh gia người trời quy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đem pháp mầm vàng ngộ thế gian phá thành phiền não lấp lấp mau tam dục gốc sạch câu uế hiến bày đức thanh tịnh điều phục chúng sanh tuyên thuyết diệu ly tích công lụy đức gây tạo phương điện đem pháp dược cứu liễu ca khổ ba cõi làm phép quang đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì hiện như vậy như nhà ảo thuận biến ra ca hình tướng nhưng ca hình ấy không có thật tương bằng bồ tát này cũng lại như vậy đã thông đạt tánh tướng của chúng sanh cũng dường chư phật dắt dẫn quần sanh hoa hiền ca thân máu như ảnh chấp phá tan lưới toan vây làng buồn qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện khéo lập phương tiện hiến thị ba thường đối với hàng trung hạ căn thì hiện có nhiều
độ chứng đắc vô sanh vô diệt, vào sâu thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tông trì, ngộ nhập hoa nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tông trì tam muội. Vẫn trụ sâu trong thiền định thấy rõ vô lượng đấng Phật, khoảnh khắc đi khắp cõi phần được biện tài của Phật, vào hạnh nguyện vô hiện thông đà tiên nói ca chúng sanh khai thị tật tướng vũ trụ. Vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh, rồi vời vạn vần tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn, không thỉnh vâng giữ pháp tạng nhiệm màu Như Lai. Hồ trì giống Phật khiến không dừng phát rộng lòng thương xót hữu tình, nói lời từ ái trao phàm nhãn đóng đường ác mở cửa lành đối với chúng sanh, biểu hiện cởi mở cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giác ngộ, quyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên đại Bồ Tát Như Vậy. Đồng đến pháp hội lại có 500 vị tỳ kheo, 7000 vị ưu bà tất, 500 vị ưu bà di và chư thiên, cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội. Phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi, bây giờ đứng Thế Tôn hiện trăm ngàn sắc tướng, oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ vàng pháp tôn giả năng liền tự suy nghĩ. Ngày nay đứng Thế Tôn hiện sắc tướng, nghiêm tình rạng rỡ uy nguy cõi nước trang nghiêm, từ trước đến nay ta chưa từng thấy, thật là hy hữu liền từ chỗ ngồi đứng dậy kịch áo vai hương. Quỳ gối chắn tay bành đứng phân rằng bạch đứng Thế Tôn, hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt, an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật. Qua hiện về lai Phật, Phật nhớ nhau Thế Tôn, vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật, vì lai hay nhớ chư Phật hiện tại phương khác, vì sao lại có hoài thần hiển diệu. Thù đạt như vậy cuối xin đừng Thế Tôn chỉ dạy, bây giờ đứng Phật bảo tôn giả sanh mời hỏi điều vi diệu như vậy. Lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần, nhiều kiếp bố thí cung dường các bậc ngã la hán, bích chi Phật cùng chư thiên nhân loại và các loài bò bay xuân đồng. Trong một thiên hạ vì sao vậy, chứ thiên nhân loài và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay, mà đường độ thoát này A Nan Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuất hiện ở đời tuyên dương giáo pháp, là muôn cứu bậc quần sanh đem lợi ích chân thật, khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm.
Hiếm khi xuân hiện lời hỏi hôm nay của ông, lời in rất lớn nan nền biển đi chánh gia của Như Lai rất khó suy lường, không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp. Thân và các cánh không có sanh diệt, vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đạt vô cùng tối thân, tự tại với tất cả pháp ma nàng hãy lắng nghe. Khéo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này. A nan, ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa, có đức phật xuất thế hiểu là thế gian tự tại vương Như Lai ứng cùng đàn tranh giác minh hành tung thiên thể thế gian giải vô thường sẽ đều ngự trường vũ thiên nhân sư phật thế tôn đứng phần đó trụ thế hóa độ bốn mươi hai kim. Vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp bây giờ có vị sanh hoan hỷ lãnh ngộ liền phá tâm vô thường chân chánh, bèn trao ngôi vua theo phẩm xuân gia làm sa môn, hiệu là Phạm Tạng tu hành Bồ Tát, đứng hạnh cao siêu trí huệ giọng mạnh thâm tịnh ly giải đệ nhất lại có hạnh nguyện thù thân. Định huệ tâm thường kiến cố bất động tu hành tinh tấn, đến trước đứng phần đành lệ quỳ gối chắp tay tán thán Phật đại thề nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm thế gian không ai sanh kịp được sáng ngời vô lượng khắp mười phương nhật nguyện hóa châu lu mờ cả thế tôn diễn thuyết một âm thanh tùy loại hữu tình thấy thông hiểu lại hay hiền sáng thân đẹp đẽ tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành phật có tiếng tốt đưa pháp âm đến vô biên cõi tuyên dương pháp giới định tinh tấn thông đà rộng sâu phát nhiên màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tịnh dứt trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vòng hoàng đất tam muội như vô lượng phần đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quần sanh hay cứu tất cả sự khổ não sanh và bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thị giới nhân nhược tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành phật giả sư cúng dưỡng hàng xa thanh không bằng kiến dòng cầu chánh gia nguyện an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thân trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi mà về cõi con hưởng an là thường vẫn tự tâm cứ hữu tịnh độ vô tận ưu biên
chúng sanh khổ, con nguyện quyết định kiên cố tu. Xin Phật Thánh Tri Chứng biết cho dù cho thân nát trong căn khổ, nguyện tâm như vậy thề không mà thôi. Phẩm thứ năm chí tâm tịnh tăng pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con này tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thường chánh giác, giữ nguyện làm Phật tánh được như Phật nguyện, đứng Phật vì con rộng giảng kinh pháp, con xin phụng trì như pháp tu hành, dứt sạch gốc khổ sanh tử, mau chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng suốt, hào quang sáng chói tiên tâm đủ độ lan khắp mười phương trời, người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước, con đều thành Bồ Tát nguyện con lập đây, tất cả đều hơn cả cõi Phật khá có được chẳng đứng Phật. Có người lượng nước biển trải qua nhiều kiếp, còn có thể đến đây người đã hết lòng cầu đạo tinh tấn công dương quyết sẽ được kết quả. Vậy thì nguyện gì mà chẳng thành? Người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được coi phần trang nghiêm viện tu hành như thế. Người nên tự biết với việc thân tịnh coi phần, người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, điều ấy quá sâu rộng, không phải cảnh giới của con hiểu được, cuối xin Đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng vi diệu cõi nước của chư Phật. Khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể nguyện, con mới được viên mãn. Đừng vào thế gian từ tài vương biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tàng, liền nói công nghiêm tình rộng lớn viên mãn cõi nữa của 210 ức đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn. Trải qua ngàn ức năm bây giờ pháp tạng tỳ kheo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ, liền phát nguyện vô thường thù thắng nơi cả cõi sâu đẹp hiện trời, người suy rường rộn rao chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện, tính cần cầu tiếng kinh cần duy trì tu tâm công đức đầy đủ, năm kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật công đức trang nghiêm rõ ràng thông suốt thanh một nước Phật. Khi đã tu tâm rồi lại đến chỗ cõi Như Lai, thế từ tại vương cúi đầu lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện tình nước Phật. Đức Phật nói: Lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng, cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn, có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ trọn
sáu phương đại thế nguyện phán tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cuối sinh Đức Thế Tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng Bồ Đề. Thành đàn chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài, nếu có chúng sanh trong ba đường ăn cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tấn thành a nậu đa la tam miêu tam bồ đề, không đoa lại ba đường ác nương. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện thề không thành vô thượng chánh giác. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con. Thân tướng sắc vàng ròng đủ 32 tướng tô đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trần tân ca đồng một dung nhan, nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, ca chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ vô lượng kiếp trước, thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương. Cả ba đời cứ lai hiện tại, nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ưng cõi Phật. Nếu không như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, xa lìa tâm phân biệt ca căn tịch tình, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn, thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật, gấp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành, sao sanh về nước con. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, sống lâu vô lượng vô số thanh văn, và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng, giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tinh đêm, nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, hết lòng tin tưởng
sanh nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thì không thành chánh giác, ngoại trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch vì ban chánh pháp. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm Bồ Đề tu các công hạnh, hành sáu ba la mật kiên cố không lùi lại, đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con, một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng thánh chúng Bồ Tát liền đến thiên đón, sanh về cõi con được bấm thôi chuyện, nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành vào chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con phá tâm Bồ Đề kiên cố không thôi lui, trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc, đều được hỏi ý. Nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh hiệu con, hết lòng sám hối làm ca điều lành, lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con, mạng chung không lạc vào ba đường an, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con, thanh tịnh tin tưởng phát tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân, mang chung liền hóa thân nam tử về nước con. Ca loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con, đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý, đầy đủ thường tu thủ thân phạm hạnh. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nước con không có tên ba đường ác, chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiễm não tâm được mất men, hương thọ an lạc như tỳ kheo lầu tận. Nếu còn khơi tư niệm tham đắm thân sao thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con được vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thành tựu hết thầy trí huệ biện tài không cùng tầng. Rộng nói các pháp biểu giảng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con quyết chánh
chẳng đến bậc nhất sanh Bồ Xứ, trừ khi pha nguyện rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Nguyện pha tin tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phó hiền thúy sanh vào thế giới khác hành lìa a tu hoặc thức thuyết pháp nghe pháp hay hiện thần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước, con nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền lên. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vàng vào trong coi nữa, con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói hình sáng thù tăng vì diệu không thể tả xiết. Dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sáng hình tương lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó vẫn vâng. Được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô lượng cây cánh trong cõi nữa, con cao trăm ngàn gió tuần cây làm đạo tràng cao bốn trăm vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phong cùng có thể biến rõ. Nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật, tuy ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cõi nữa rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bằng ca từ nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hiểu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tôn dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lò cá cao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông khắp mười phương thế giới. Chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành và các bằng Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều đưa thánh tình giải thoát vô đăng tam mùi các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật tuy ở trong định thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong định ý. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật căn bằng Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp được các môn đà la ni thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp, mà không chứng được bằng thôi chuyển thề không thành chánh giác. Phần thứ bảy quyết thành chánh giác này A Nan, bây giờ tỳ kheo pháp tạng phát nguyện rồi liền đọc
đồng bài cũng con làm nguyện hơn đời tất đến đạo vô thượng nguyện này nếu không toại. Thề không thành chánh gian lại làm đại trí chủ cứu khắp kẻ cùng có kiện ca quần sanh kia đêm dài không ưu não phá sanh ca căn lành thành tứ quá bồ đề. Con nêu thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi đưa con thân kim sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cũng đem tâm đại bi. Lời ích ca quan sanh ly dùng sau thiền định tình huệ thú phan mạnh nguyện đem trí huệ sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại. Cứ khỏi ca ánh nàng dính sanh khổ tam độ diệt hết phiền não an khai sáng mắt trí huệ chính được thân quang minh đóng hết ba đường ác mở rộng các cửa lành. Vì chúng khai tàn pháp rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm ca thanh tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi thuyết pháp sư từ hồng rộng độ các hữu tình. Viên mạng lời phát nguyện tất cả đều thành Phật nguyện này nếu thành tựu đại thiên tại chân đồng ca thiên thần trên công mưa xuống trân diệu hoa này a nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi. Mặt đất chân đồng sáu cánh hoa trời rơi khắp mâm nhà từ trói không trung vang lời khen quyết chất thành vô thường chánh gian. Phẩm thứ tám tích công lụy đến này a nan phan tàng tỳ kheo ở trước Như Lai thề từ tại vương và giữa đại chúng trời người phát hoan thề nguyện này rồi. An trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt thắng diệu kiên lập vĩnh viễn tuyệt không hứa hoài. Không miên đời trong vô lượng kiếp phun trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sau trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư Phật thuở quá khứ đã tu căn lành. Hành hành tình tình xa lìa luôn dối chân đế môn làm ca công đức không nề ca khổ ít muôn biệt đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem mân huệ lợi ích quần sanh. Chi nguyện không mọi thành tựu các nhận đối với ưu tình nói lời từ ái vui về hòa diệu khuyên dù kích lệ cũng kính tam bảo phụng sự sự trương. Không giả dối nên nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mực quan pháp như huyện tam mùi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi giữ gìn ý nghiệp thân tình không nhiệm nếu có quân thành sớm làm quyên thuộc răng bảo không sanh tham trước hằng hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí huệ sáu ba la mầm. Giao hòa chúng sanh an trụ đạo vô thường chánh giác do thành thục các căn lành
sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng thọ báu hoặc làm trương giá cư sĩ. Hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương chuyển luân thánh vương hoàng làm vua trời cõi lục dung cho đến phạm vương cùng kính cung dường chư Phật chưa từng nhãn đoàn. Nhưng công đơn như vậy chẳng thể kể hết, miệng thường tỏa hương thơm như hương chiên đàn, hương thơm hoa sen hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới. Phàm sanh ra chỗ nào sanh tương cũng đoan im đủ 32 tướng tô 80 nè đẹp tay thường xuân sanh cho bao vô tầng tầng cá đồ cần dùng đẹp để tối thường để lời lạc hữu tình. Do nhân duyên ấy kiếm vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đã la tam miếu tam bồ đề. Phần thứ chín thanh tư viên mạng này a nan phàm tạng tỳ kheo tu hành bồ tát Thích Công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diễn tả chỗ phát thệ. Thành tự viên mãn như thần an trụ cụ túc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật được tôn giá nàng nghe đức Phật nói lời thấy rồi cũng kính thưa rằng bằng đức Thế Tôn phàm tạng bồ tát chứng mô đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật hay đã thành Phật hiện ở thế giới cảnh đức Thế Tôn nói đức Phật như lai kia đến không chỗ đến đi không chỗ đi không sanh không diệt không có quá hiền vị lai chỉ có một miền đồ sanh hiền ở phương Tây cách Diêm Phù Đề này mười vạn ư cõi Phật thế giới đó gọi là cực lạc. Phàm tạng thành Phật hiểu là A Di Đà thành Phật đến nay đã mười kiếp hiện đang thuyết pháp có vô lượng vô số chung Bồ Tát thanh văn cũng kính vậy quanh. Phẩm thứ mười điều nguyện làm Phật lúc Đức Phật nói A Di Đà Phật khi làm Bồ Tát viên mãn hành nguyện rồi A Xa Vương tử cùng với 500 trường giả biết được đều rất vui mừng. Mỗi mỗi cầm một bó hoa băng vàng đến trước Phật đánh lễ và dâng hoa xong ngồi về một phía họ đồng tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành Phật đều như Đức Phật A Di Đà. Đừng vào biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng các vương tử này sau sẽ thành Phật đời trước khi con tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường. 400 ưng đức Phật thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử ta nay lại đến cúng dường ta ca tỳ kheo nghe đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm mười một cõi nước nghiêm tinh này a nan cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt không có danh từ khổ nạn thu mà nào
sang tôi. Không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai gông đã sỏi núi thiết phi núi tu di đất đã núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi. Bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá đang nghe rồi thưa phật bạch đừng thế tôn nêu cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đáo lời thiên nương tựa vào đâu này á na trời giả ma trời đâu xuất cho đến chư thiên cõi sắc và vô sắc nương vào đâu tôn giả a nan thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn đưa đức phật hỏi a nan bấm thưa thì nghiệp mong có thể biết chẳng quả bao thân ông mà bấm khả thư nghị nghiệp bao chúng sanh cũng bấm khả thư nghị căn lành của chúng sanh bấm khả thư nghị thanh lực chư phật thế giới chư phật cũng bấm khả thư nghị đặng được chúng sanh công đức thiện lực trụ hành nghiệp địa và thần lực chư phật cũng đều như vậy cả tôn giả nan thưa bạch đừng thấy tôn nghiệp nhân và quả báo không thể nghi bàn được đối với pháp này thờ con không hoài nghi nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lời này phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này và quan minh của phật a di đà tối tôn để nhất quan minh của chư phật khác không sánh kịp quan minh này chiếu khắp hàng xa coi phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù cũng lại như vậy hào quang trên đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và khác hoàng chiếu đến một hai coi phật hoặc trăm ngàn coi phật chỉ có hào quang đức phật a di đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi phật hào quang chư phật chiếu ra có xa có gần về bốn miền không đứng đời chưa cầu đạo có lớn nhỏ không đồng nên khi thành phật tự có hạng lương quang minh đơn phật a di đà sáng chói gấm bồi trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhưng nguyện tôn quý trong cả ánh sáng nên phật vô lượng thọ cũng yêu là phật vô lượng quang phật vô biên quang phật vô ngại quang phật vô đăng quang phật trí huệ quang phật thường chiếu quang phật thân tịnh quang phật hoan hỷ quang phật giải thoát quang phật an ổn quang phật siêu nhật nguyện quang phật bất tư nghị quang quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh nào gặp được quang minh này thì tội tiêu diệt điều lành phá sanh thân ấy hòa diệu đều ở tam đồ chiều vô cùng cực thấy được quang minh này liền được dừng khỏi
nào nghe được ngoài thần công ở đức quang minh này. Ngày đêm khen nói chi tâm không nghĩ tùy theo ý nguyện được tránh về cực lạc. Phẩm mười ba thọ mang đại chúng vô thượng này á nan đức phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tính được lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt năng lực tự tại có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta đại một kiện liên có thần thông bậc nhân trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tăng ca tinh cầu trong đại thiên thế giới và sử chúng sanh trong mười phương. Tất cả đều chứng qua duyên giác mỗi mỗi duyên giác thọ vàng ức năm có thần thông như một kiện liên đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đếm được ngàn vàng phần cũng không bằng một số phần thành văn trong phần hội kia. Vì như biển lớn sâu rộng vô biên nếu lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tán ra thành bụi rồi lấy một hộp bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả chẳng lấy gì nhiều này á nan các vị một kiện liên tay còn biến được số lượng còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được thò mạng